Chúng xong phạm phá nhau từ lên nè, tạch tộc tích. Tìm mối chúng xong phạm phá nhau từ chủ bùi nâng nè, niêng niêng. Khuôn khuôn chuyên ở rí. Xong đách đế chùa hồn sáyến, ông vô đo nề rí khmer, đài lên tịch tộc ơi để xa phiếp thầy thân ô rồi bỏ khmer. Mà xa sụp chép hà sụp rám mịn buồn khát xâm rạp trời rời đôi chía. Đắp rằm pi gram, pi rồi gram, buồn rồi gram, nâng rằm bầy rồi gram. Mà xa sụp chép hà sụp rám, ai chúi ở cổng một hốp rồi bỏ lục nét mình đủ chìa chân ngánh chút chật. Xong đách đế chùa hồn sáyến, nề dụ rốt mần trây nây Campuchia, nơi thứ ngay tì bà mùi khai cả cả nà chân nàm bì bòn mà phây bì nì. Bản xô mong vò co đo nề rì khám hè, đài lì dung lên nơi bần đánh sẵn cùng tịch tóc, ai rẻ xa cổ rốt bà phây nây nâng rẻ xa phiếp thầy thân ô rà bọc khám hè. Cá chênh mô con vò co bạc nì, kòi bì xong đách đế chùa hồn sáyến, bàn sẵn kết khơi thà, miễn sở trây khám hè mùi chùm nuôn, đài lên nơi bần đánh sẵn cùng tịch tóc, bàn bà chấm e chấm a đây là mình xong rúng nâng đầm lấy chiếc sợi dây thay cá thay như robot xong này để chụp hồn sen thôi là anh không ở cá anh chơi chụp xong này xong nào có đôi chiếc đó nơi đầm bô miên môi chấm luôn chun đào vật để phù cây là Asian para game muốn nâng bộ kế tranh tư bật cuốt cây la pika Asian rứ Asian para game lược tí đậm mùi nơi tì krong solo bật tế Ấn Độ nì gì nìa bật ngay tì bật mùi khai cả cả ná chân nam bì bón mộc hấy bì nì xóm nách đế chôn sàn bàn bằng chạc giang lời chân này thà nhóm xôm bật nằm nhà ơ tư niêng niêng khmui khmui chìa nì rí đài chô lên khăn ông tê tộc khla có ao chi ổ tì hò lõ khla có nì dây bài cổng phái lạc nhóm xong kết khơi thà khmui khmui sợ trầy khmai môi dùm nuôn đôi chìa à phía phê tế đằng khla chanh mộc à rương chồng ế chồng á tay mà đong chân khnhóm xôm ổng vò co ao đẹp xa cổ rốt rộp bây nấy rộp bọc luôn xong đách đi chôn xe anh bàn thà lạy thà xong đách xôm ổng vò co chồng phu niêng niêng khmui khmui chia nể ri đòi bê khla nì dây trong trong tay mà đong nơi bị à phía nâng chồng ế chồng á đai là mình cua ở miên khnông niêng luôn chia sẻ trái khmai. Bọn thêm bình ưu tiết, xâm đạch để cho hôn xa anh bàn cú bằng chạy thả. Campuchia, mình phản ca bất tịch tộc nụ tê. Đôi chân này, xôm lên cho. Có bọn tay viên mình men chia một số bài đảm bây dọc một nỉ giấy nơi bịa chồng e chồng an nụ tê. Tuần tâm khăn yên ưu, xâm đạch để cho hôn xa anh có bàn top từ nẹ lên tịch tộc vơ video bằng áp rừng lịch tật. Đòi bằng hai nhuột dân, nâng mật tố, lịch tạm phơi thả, chia cao về bảo hạ khó khổ đại, xong đạch để chỗ, bàn lược lang thả. Tất tập hiệp rụt dân nâng mật tố lịch tức nụ, chia ca bằng hai nhuột khơi nở hiệp rít chùm ra ơn, nở Campuchia. Trong phẩm bán ngay khơi tạch tộc. À tạch tộc nó biết phì, trong sông Pram Phá Nha từ lên nè, tạch tộc tích. Tìm mối trong trong phạm phá nhau tư chủ bôi nâng nè niêng niêng khuôn khuôn chuyên ở rí. Đại chôn lên cái đồng hạ tách tóc. Khác có ai chia cái hạ tạo tiêu hoa là o chăng tư. Khác có dễ bài cả phái chăng tư. Đôi chưa bỏng rứt hay chưa đau chăng. Hàng ngày mấy châu có bao mơ cho mà đấy bóng rứt. Bóng rứt chẩm non nốt nâng bóng rứt chẩm non khói. Bóng rứt đôi chìa khiêu cái nhà rứt ở lấy cây dung dưới là ai khôi tử cho. Bóng cao tư sẵn bay bốn ăn bàn khôi. Còn đây kê mình dung dưới là bóng rứt chẩm non khói như thế. Bóng tay trong sự kết khơi thá không môi sát tay không ai tập môi chụp luôn đôi chia à phía thì đắng pê thì đắng là chảy máu cứ tha à rương chậm ấy chậm a đang đập bóng chân khi học xong học võ co ai đã xa cổ rúp bộ pê ni rồi bọc luôn nó chảy máu không biết ấy xuống chiêng. Trong giới phân năng bánh bằng hai đó là trống. Ôi chậm ai chậm á, à, bình tả đất, bình năng.
chẳng xong vò co chụp bồ niềng niềng vui vui đôi kla dưới trăng trăng tới trăm chụp lại nâng tay bà rong tay một cua ơi dưới một miếng phan ca bất tay tóc tê lấy cho có một tay viêm mà anh chưa một châu bay đạp bay giọt móc đạp bay nâng để dây chụp á chụp hôn được không đăng tê mà sát sụp chép hạ sụp rám mịn buồn khát xâm rạp trời rời đôi chia đắp rằm pi gram, pi rồi gram, buồn rồi gram, nâng rằm bầy rối gram. Mà sát sụp chép hạ sụp rám, ai chúi ở cục một hốt rồi bỏ lục nét mình đôi chia chán, chán chút chật.